Top 6 hậu phi trong tiểu thuyết và lịch sử không được xuất hiện trên phim như ý chuyện. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Số 1. Phú Sát Chữ Anh. Chữ Anh có xuất thân đại gia tộc, Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ Phú Sát Thị là tộc tỷ của Phú Sát Lăng Hoa. Cái chết của Chữ Anh cách khi mang thai đứa con thứ hai, lúc ở Bảo Thân Vương Phủ, là do một tay Kim Ngọc Nghiên sắp đặt thị nữ Hầu Cận hãm hại bằng món canh ba ba với rau rền, nhưng lại thường được đồn đoán là do Phú Sát Lăng Hoa hại chết. Trong lịch sử, Chiết Mẫn Hoàng Quý Phi Phú Sát Thị có xuất thân Bao Y Chính Hoàng Kỳ, tuy có cùng họ nhưng lại không cùng tổ tiên với Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Bên cạnh đó, Chiết Mẫn Hoàng Quý Phi nhập tiềm để hầu hạ Càn Long Đế sớm hơn Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Số 2. Tú Lệ Cầm. Xuất thân là thị nữ hầu hạ trong cung. Trong chuyện Tú Lệ Cầm và Bạch Nhị Cơ được sủng hạnh trong cùng một thời gian. Dù vậy, ân sủng của Bạch Nhị Cơ so ra vẫn cao hơn Tú Lệ Cầm. Nhân vật này vốn là người thích bàn chuyện thị phi, cũng từng bình luận chuyện đối thực của Thái giám Triều Minh để gièm pha Liên Tâm. Sau khi Càn Long Đế lạnh nhạt Tô Lục Quân, kéo theo liên lụy Tú Lệ Cầm do là phi tần cùng ở chung một cung. Trong sự kiện uống rượu máu Nai Thị Tẩm tập thể, Tú Lệ Cầm và hội chị em bao gồm Ngụy Yến Uyển, Tấn Tần, Bình Thường Tại, Quý Thường Tại cùng nhau hầu hạ Càn Long Thị Tẩm quá độ, khiến Như Ý chán ghét. Còn trong lịch sử, Tú Quý Nhân có họ là Tắc Náo Lạc Thị mà không phải họ Tú. Bà qua đời vào năm Càn Long thứ 10, sớm hơn trong tiểu thuyết rất nhiều. Số 3. Hoắc Thạc Đặc Lam Hy. Xuất thân là con gái của Hoắc Thạc Đặc Bộ Thân Vương. Năm Càn Long thứ 23, Lam Hy được cha mình dâng vào cung, rồi trực tiếp được Càn Long Đế phong làm tần vị. Vốn có tính tình kiêu ngạo và tự cao, nữ nhân này đơn giản chỉ là vật bày trí để kiểm hãm bộ tộc Hoắc Thạc Đặc. Sau khi phát hiện chuyện Càn Long Đế lợi dụng cha và anh em mình đến nỗi mất mạng, Lam Hy đã cùng tình phu chạy trốn, nhưng gặp phải kế hậu, thế là diễn ra sự kiện bắt cóc Vĩnh Cơ, cuối cùng thất bại. Lam Hy trước khi chết đã điên loạn mà mắng Càn Long thậm tệ nên bị ngũ mã phanh thây. Trong lịch sử, Hoắc Thạc Đặc Thị là họ của Tuân Tần mà không phải tên bộ tộc. Nhưng sách văn thời Càn Long lại gọi họ của bà đơn giản là Quách Thị. Sinh thời, bà chỉ là quý nhân khi còn sống, khi chết được truy phong tước Tần. Số 4. Đới Mi Nhược. Vốn mang xuất thân cao quý, thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, là con gái Tổng đốc Mân Chiết Na Tô Đồ. Do vậy được đặc cách, nhập cung liền phong Tần vị. Nhân vật này có tính tình hào hiệp, yêu ghét rõ ràng, cùng Như Ý có quan hệ rất tốt. Trong sự kiện chó điên Phú Quý Nhi, Mi Nhược bị sẩy thai sinh non Lục Công Chúa, từ đó cho rằng Kim Ngọc Nghiên là chủ mưu, nên ra sức giúp đỡ Như Ý trong quá trình hạ bệ Kim Ngọc Nghiên. Trong nguyên tác tiểu thuyết, Mi Nhược sinh ra Lục Công Chúa và Bát Công Chúa Cảnh Họa. Sau khi sinh Bát Công Chúa thì Mi Nhược lâm bệnh rồi qua đời. Trong lịch sử, Hãn Quý Phi Đới Giai Thị ngay khi vừa phong phi thì bị bệnh mà mất, được truy phong ngôi quý phi. Trong phim, Mi Nhược được sát nhập với nhân vật Ba Lâm Thị, tạo nên nhân vật Ba Lâm Mi Nhược. Số 5. Uông Phủ Chỉ. Có xuất thân là cung nữ trồng hoa mai tại Ngự Hoa Viên, lại mang vài nét giống với Như Ý khi còn trẻ, nên được Hải Lan cùng Hàn Hương Kiến sắp xếp, tạo nên bối cảnh tình cờ gặp Càn Long và Ngụy Yến Uyển đang đi dạo Ngự Hoa Viên. Sau đó nhanh chóng trở thành phi tần. Nhân vật này vô cùng khéo léo, lại có nét giống với Thanh Anh, do vậy được Càn Long yêu chiều, được miễn thỉnh an khi gặp Hoàng Quý Phi Ngụy Yến Uyển. Ân sủng nhiều hơn khi Phủ Chỉ sinh ra thập công chúa, lễ nghi và ban thưởng đều như khi ngũ công chúa sinh ra. Trong lịch sử, Đôn Phi Uông Thị xuất hiện từ năm Càn Long thứ 29, cũng là một người đi theo đoàn Nam Tuần năm Càn Long thứ 30, chứng kiến kế hoàng hậu cắt tóc. Số 6. Phú Sát Mẫn Tú. Nhân vật này là người trong gia tộc Phú Sát Thị. Phiên bản đầu chưa có tên, về sau khi tái bản được tác giả điền tên là Mẫn Tú. Sau khi Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời được một năm, Phú Sát Mẫn Tú được người trong họ dâng lên, hòng muốn tiếp tục được hưởng vinh hoa đại tộc. Sau khi mãn tang Hiếu Hiền Hoàng hậu, Trương Đình Ngọc muốn lập Phú Sát Mẫn Tú làm kế hậu, nhưng bị Càn Long thẳng tay biếm chuất, bù lại để an ủi gia tộc Phú Sát Thị, Càn Long nâng Tấn Quý Nhân lên Tấn Tần. Cách mà Càn Long đối đãi với Tấn Tần là dùng thuốc ngừa thai y hệt Ý Hoan, nhưng phương thức khác ở chỗ, Càn Long dùng vòng tay đính linh Lăng Hương, mà khi trước Lăng Hoa ra tay với Thanh Anh và Hy Nguyệt để tặng cho Tấn Tần, từ đó vĩnh viễn không thể có con. Nhân vật Mẫn Tú có tính tình ưa nịnh hót, lại có giao hảo với Ngụy Yến Uyển. Trong sự kiện uống rượu máu Nai, cô cũng góp mặt. Trong sự kiện ngũ công chúa bị chó điên hại chết, vì bị hạch tội tặng áo sặc sỡ cho công chúa mà bị giáng vị, sau này Ngụy Yến Uyển cầu xin giúp nên được phục vị. Trong lịch sử, Tấn Phi Phú Sát Thị vào cung tận khi Càn Long Đế đã là Thái Thượng Hoàng. Lên phim, hành trạng được sát nhập với nhân vật Lục Mộc Bình. Bạn nghĩ gì về 6 nhân vật trên? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cũng được xuất hiện trên phim? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!
Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành.